Ủa, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhãn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, dạ sau phải lễ bái tam bảo tụng kinh và tọa trì quy giới. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng trong rung thành kính cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú số 152 ạ. Dạ, con kính cung thỉnh đại đức ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 152. Appasutta yang puriso paliwaddo Vachi ra tí măng sa ni tát sa quát than tí bành nhà tát san na quát thát tí. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng to bè như trâu, lớn lên đóng thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng, là của thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati mangsa nita sawatthante paññata sanawatthati. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati măng sa ni ta sa wat than ti bành nha ta sa na wat tha ti. Appa sutta yang buriso pali wat do wachi rati măng sa ni ta sa wat than ti bành nha ta sa na wat tha ti. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rạng Đông có nghe rõ không vậy? Alo, alo, đạo tràng có nghe âm thanh của Tuệ Yên không? Vì Rạng Đông nói không nghe. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Cảm ơn Vinh Quát Thành A. Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, để tự nhiên xin phép kể trước Rạng Đông nha. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Appasutta
ba su ta văn bù ri so ba li wa tho wa chi ra ti măng sa ni ta sa wa than ti bệnh nhà ta sa na wa tha ti Abba Sutta Yang Buri So Bali Vato Vajirati Mansanita Sawatanti Banyata Sana Vatati Abba Sutta Abba Sutta Yang Buriso Bali Watho Wati Rati Mangsanita Sawatan Watan Ti Panya Tatsana Watati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực. Thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Abba yang buriso bali watho wajirati mangsanita sawathanti banyata sanawathati. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng, to bè như trâu, lớn lên đóng thịt đâu lớn cùng. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn huynh Vatthana đã bắt bài. Dạ, bây giờ kính mời Rạng Đông trở lại nha. Sa thú cô tệ viên, con xin sám hối với đạo tràng, con chưa chỉnh máy. À, bây giờ chắc đạo tràng nghe con rõ rồi ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ tệ viên. Con kính chào đạo tràng và kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 152. Appasuta yang puriso paliwado vacirati mangsanita sawatthanti panyatasanawatthati. Appasuta yang puriso paliwado vacirati mangsanita sawatthanti Panyatasanawatthati. Appasuta yang puriso paliwado vacirati mangsanitasawatthanti panyatasanawatthati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực. Thịt bi lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appasuta yang puriso paliwado vacirati mangsanitasawatthanti panyatasanawatthati. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng to bè như trâu, lớn lên đóng thịt lớn, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời bàn tay của cô Cẩm Vân ạ. Mời quý vị giơ tay. Dạ, kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sông Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức.
Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 152. Áp Pháp Sú Tà Giang Phú Rí Sô Bà Lý Quát Đồ Quá Chi Rá Tí Băng Xà Ní Tát Xá Quát Thàn Tí Băng Nhà Tát Xá Ná Quát Khá Tí Áp Bát Sú Tà Văn Phú Rí Sô Bà Lý Quát Đồ Quá Chi Rá Tí Băng Xà Ní Tát Xá Quát Thàn Tí Văn Nhà Tát Xá Ná Quát Khá Tí Áp Bát Sú Tà Văn Phú Rí Sô Bà Lý Quát Đồ Quá Chi Rá Tí Băng Xà Ní Tát Xá Quát Thàn Tí Văn Nhà Tát Xá Ná Quát Khá Tí Người ít nghe kém học lớn già như trâu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu kẻ kia kém học ít nghe nang cường tráng to bè như trâu lớn lên đống thịt lớn mau nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng bản phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức và cấm dân đã ôn bài xong mến mời bằng tay của Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư cô tư nữ, con chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 152. Appasuta yang puriso baliwato baliwado vajirati mangsa nitassa vantanti panya thassa navantati. Người ít nghe kém học là như trâu được thịt nó tuy lớn lên nhưng tệ không tăng trưởng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ampansuta yang puriso baliwando vajirati mangsani than sawantanti panya than sa nawantati. Ampasuta yang puriso baliwando vajirati mangsani than sawantanti panya than sa nawantati. Kẻ kia kém học ít nghe nở nang cường tráng to bè như trâu lớn lên đóng thịt lớn mau nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư, quý đạo, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lần thầy tì nạn. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ đại đức Tuệ Đức. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 152. Cảm ơn sư tăng đông cho biết nghe rõ. Appasuta yang puriso baliwado vajirati mangsa ni tatsa vatanti panya tatsa navatati. Appasuta yang puriso baliwado vajirati mangsa ni tatsa vatanti panya tatsa navatati. Appasuta yang puriso baliwado vajirati mangsa ni tatsa vatanti panya tatsa navatati. Appasuta yang puriso baliwato vajirati mangsa ni tassa vatanti panya tassa navatati.
tha thì người ít nghe kém học, lớn già như châu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của ngài Minh Châu. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng, to bề như châu, lớn lên đống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nhà Nam Mô Thút Tha Gia còn xin được nguyện là kính đại lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa quang lâm đạo tràng. Alo, Xích Nhật Huỳnh có ổn định chưa? Nếu ổn định xin mời Xích Nhật Huỳnh kể kinh pháp cú số 152. Kính mời Xích Nhật. Dạ sa thủ kính cảm ơn Bình Bát Tha Na. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thường trọ minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tâm đức hiện diện đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn. Rằng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná cho bài học. Dạ con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 152. Bhasuta yang buddhiso paliwat de wachi rati mangsa nita sakwan thap tiban nya asa na wat thati Bhasuta yang buddhiso paliwat de wachi rati mangsa nita sakwan thap tiban nya asa na sana wat thati Abhasuta yang buddhiso paliwat de wachi rati mang sanita sawat than tibban nyata sanawat thati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Và đây là bản chuyển ngữ của Hoài Hòa Thượng Minh Châu. Abhasuta yang buddhiso paliwatta vacchirati mangsanita sawattanti bhanyatassa nawattati. Abhasuta yang buddhiso paliwatta vacchirati mạng sa ni ta sa quát thanh tế bản nha ta sa na quát tha tế. A ba suốt ta yang bồ đề sơ ba đi quát đơ và chi ra tế. Mạng sa ni ta sa quát thanh tế bản nha ta sa na quát tha tế. Kia kém học bịch nghe, nở nang cường trảng, to bè như trâu, lớn lên đốc thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, gia thú kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, con đọc ba lần, kể ba lần mà cũng chưa có thấy bàn tay nào đưa lên. Dạ, bây giờ thì con đã thấy có Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Sư có chuẩn bị sẵn chưa Bạch Sư? Dạ, nếu được thì cho phép con cung thỉnh Pháp Sư sớm mấy phút ạ. Dạ, con thành kính, thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tại Đức đã tiên phong công bài Pháp Quốc Kinh số 152. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tại Viên.
Vinh Quá Thà Ná Sích Thi Na Cẩm Vân Rạng Đông đã hoan hỷ ông bài pháp của kinh số 152. Dạ dạ sư có nơi trước má chưa bạch sư. Dạ sư cho con xin một tín hiệu để con cũng thỉnh pháp sư ạ. Dạ xà thủ con thấy sư có trước máy rồi. Dạ con kính mời đạo tràng cùng giới nhật bình đắm tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tịnh đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn huynh cho nhật bình biết được tín hiệu. Cảm ơn huynh cho nhật bình bài học. Dạ con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Namo Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối căn mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 153. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. It's 7 o'clock. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư tăng thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư quý vị quý cô tu nữ cùng chư quý Phật tử tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày 21 tháng 1. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, ngày hôm nay thì diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục với bộ pháp cú kinh. Và ngày hôm nay thì chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú số 153 nằm trong phẩm Charawaka phẩm già. Dạ, bây giờ tất cả quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt.
hằng sam ma sam bu tho pha ca wa bu thang pha ca wan tăng a thi wa đề mi xoa khá tô pha ca wa ta tham mô tham mang nam ma sa mi Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ nam mô Bụt Thầy giá một lần nữa. Con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 153. Câu pháp cú số 153 có nội dung như sau: Aneka jati sangsarang santhavisang anipisang gahakarang gahakarakang gawe santo dukha jati bunabunang Aneka jati sangsarang santhavisang anipisang gahakarakang gawe santo dukha jati bunabunang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cũng như là bản ngữ văn xuôi của ngài Inda Chanda Chánh Thân. Trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, ta đã trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ. Sự sanh tái diễn là khổ đau. Trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, ta đã trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ. Sự sanh tái diễn là khổ đau. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 153 này, trước khi mà chúng ta đi vào phần ý nghĩa của mà duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này. Aneka jati sangsarang santhavisang anipisang gahakarakanga ve santo dukha jati punapunang. Câu đầu tiên, Aneka jati sangsarang. Ở đây chúng ta có kết hợp bởi ba từ Aneka jati và sangsarang. Aneka là ám chỉ cho số nhiều. Aneka dịch sát nghĩa đó là không phải một. Không phải một, e cá là một, ná cộng e cá không, cộng e cá là một và không phải một, tức là nhiều hơn một. Ám chỉ cho cái số lượng nhiều. Cha tí là sự sanh, sự tái sanh, hay nói cách khác đó là cái một đời sống, một kiếp sống. Sangsarang. Sangsarang thì chúng ta khá quen thuộc với cái từ này. Đó là luân hồi. Luân hồi. Những quý vị còn nghe được âm thanh không ạ? Dạ rồi. Câu thứ hai, santhavisang anipisang.
Santa Visang Episang. Santa Visang. Đã trải qua. Đã trải qua. Đã trải qua. Santa Visang. Anipisang. Anipisang là không có ngừng nghỉ. Không có ngừng nghỉ. Trải qua không có ngừng nghỉ. Câu thứ ba. Kahakarakan gawe santo. Kahakarakan gawe santo. Kahakarakan đó là cái người thợ làm nhà. Ở đây chúng ta có cái từ là gaha là cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà. Và karakan, karaka là người thợ. Người thợ làm nhà. Và đương nhiên thì chỗ này thì nó không có mang cái nghĩa đen. Đức Phật thì ngồi ngài không có đi tìm cái người thợ làm nhà, mà nó sẽ mang cái nghĩa bóng. Nói về cái nguyên nhân mà tác động trực tiếp đến cái khiến cho tiếp tục cái vòng sanh tử luân hồi. Kahakarakan gawe santo. Gawe santo là trong khi tìm kiếm, tại vì cái từ này thì nó là hiện tại phân từ, cho nên chúng ta có cái từ trong khi. Tìm kiếm. Gawe santo, trong khi tìm kiếm. Câu thứ tư, câu cuối cùng. Dukkha cha tí bú nắp bú năng. Dukkha cha tí bú nắp bú năng. Dukkha là khổ đau. Dukkha, dukkha. Ô dukkha, ô my dukkha. Những cái từ này thực sự ra nó có một cái cách cái từ dukkha, dukkha nó khổ đau. Tuy rằng nó là khổ đau, nhưng mà cái âm thanh của cái từ này khiến cho mình tỉnh ngộ. Nhiều khi nó giúp cho mình tỉnh ngộ, không có bị cuốn theo những cái đam mê. Cho nên nhìn thấy cái từ dukkha là khổ đau, chúng ta đừng có chê. Cái từ dukkha này nó rất là hữu ích. Thì có thể một chút nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Cha tí là sự tái sanh. Cái từ này chúng ta gặp ở câu đầu tiên, chữ cha tí, sự tái sanh. Pú nắp pú năng. Cái từ pú nắp pú năng thật ra nó chỉ có một cái từ pú ná thôi. Pú ná đó là trở lại. Trở lại, sanh trở lại. Nhưng mà dùng cái từ pú nắp pú năng, tức là hai cái từ pú ná đi liên tục. Và được nhân đôi cái phụ âm khi mình lại ghép. Thay vì là pú ná pú ná, pú ná pú năng, thì để dễ phát âm hơn, cho nên xuất hiện cái từ một cái chữ pi. Nói về cái việc mà tái sanh mà liên tục, mà trở đi trở lại, trở đi trở lại, thì đó là
sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 153. Một lần nữa, nội dung câu kệ ngôn pháp cú số 153. Anekacati sangsarang santavisang anipisang gakarakang gavesanto dukkacati bunapunang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tai sanh. Hoặc là bản ngữ cũng cái này là tâm cao, đại đức tâm cao. Lang thang bao kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ vần xoay lối về. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nhé. Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 153. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này. Thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 153 có cùng với duyên sự với câu kệ ngôn pháp cú số 154, liên quan về cái duyên sự, cái khoảnh khắc mà Đức Phật thành đạo. Chúng ta dùng cái từ Đức Phật thành đạo hay là Bồ đạo thì để không có bị gây cái hiểu lầm. Thường thì chúng ta gọi là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta dùng Đức Phật thành đạo hay Đức Phật thành đạo thì nó cũng có sai. Cũng giống như là bây giờ một cái cậu bé từ nhỏ sinh ra lớn lên và thành tài là một cái người bác học, một vị giáo sư, thì khi mà kể về tuổi thơ thì người ta vẫn dùng là cái nhà bác học đó hay là cái người giáo sư đó sống ở sinh đâu, lớn lên như thế nào, thì đó là cái việc mà chúng ta dùng cái từ Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo hay Đức Phật thành đạo thì cũng không có vấn đề gì. Và cái duyên sự này gồm có hai câu kệ ngôn pháp cú số 153 và 154. Thì hôm nay chúng ta học trước tiên câu 153 và chúng ta sẽ được dịp tiếp tục nghe cái duyên sự này cũng như là cái lời giảng liên quan đến cái duyên sự này vào bài giảng tiếp tục câu 154. Nhóm kệ kinh pháp cú này Đức Bổn Sư đã nói lên, đã thốt lên khi Ngài ngồi ở dưới cây cội cây Bồ Đề, và được sự yêu cầu của Ngài Ananda, Đức Phật đã thuật lại cái thời gian, không gian cũng như là cái quá trình mà Ngài đã thành đạo như thế nào ở dưới cội cây Bồ Đề. Mà bây giờ thì chúng ta cũng có thể đến chiêm bái tại Bodhgaya, nơi mà kỷ niệm Đức Phật Ngài thành đạo. Ở trong phần chú giải kinh pháp cú thì sơ lược rất là xúc tích ngắn gọn,
Khi Đức Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thập dị nhân duyên theo lý thuận nghịch và đắc lậu tận minh. Khi minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Từ đó là nguyên truyền thống của hằng sa chư Phật rao truyền không dứt. Khi vừa chứng quả chánh giác, Ngài thốt lên lời cảm hứng, xuất khẩu thành kệ như sau: Anika jati sangsarang santha visang anipisang gahakara kanga ve santo dukha jati punapunang gahakara kadito si punage hangna kahasi sapate pasuka paka gahaku tang visangatang vì sang kha ga ra tăng chít tăng tan hà năng kha ya ma cha ga. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tha mái thải tiêu vong. Hai bài kệ ngôn số 153 và 154 được xem là Khải Hoàn ca lúc chiến thắng Ma Vương và cũng như là chiến thắng tự bản thân mình, chiến thắng phiền não của Đức Bổn Sư. Và từ cái giây phút đó, thưa quý vị, rằng trên thế gian này xuất hiện một vị chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy, một bậc vĩ nhân đã xuất hiện ở trên đời. Và chính nhờ sự xuất hiện của Đức Phật, chính nhờ sự cố công tầm đạo mài mò qua nhiều cái kiếp sống, Ngài đã độ lấy chính bản thân mình và Ngài độ nhiều chúng sanh đang lặn hụp ở trong vòng sanh tử luân hồi. Trong cái đời sống mà Đức Phật Ngài còn đại thế và Ngài để lại cái lời dạy cho tất cả những cái hàng đệ tử, ai có tâm tìm cầu học hỏi và thực hành. Ở trong câu kệ ngôn Pháp Cú số 153 này, chúng ta có thấy nhiều một số cái từ mà có cái sự ẩn dụ như là tìm kiếm, rồi người xây, người thợ xây nhà, rồi là ngôi nhà, vân vân. Thì để cho rõ ràng hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên về những cái từ vựng được ẩn dụ ở trong những cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 153 này, cũng như là số 154, thì chúng ta sẽ có dịp để tìm hiểu thêm. Lang thang bao kiếp luân hồi, lang thang bao kiếp sống. Ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, có phải chăng Đức Phật khi còn là Bồ Tát, Ngài đi tìm
một cái người nào đó không, và cái người đó là cái người thợ xây nhà không, thì trong cái câu kệ ngôn khóc cứu này Đức Phật ngài tìm là tìm như thế nào, và cái người thợ xây nhà hay là ngôi nhà đó là cái gì mà Đức Phật ngài phải đi tìm. Thưa quý vị, rằng được chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự nhận biết bằng cái trí tuệ thực hành, bằng cái trí tuệ thiền quán, bằng cái trí tuệ giác ngộ, nhận ra cái người thợ ở đây nó không có gì khác hơn, đó là cái phiền não, và nó rõ hơn đó là cái ái dục, cái tham ái. Và cái ngôi nhà đó là nói về cái ngũ uẩn, nói về một cái chúng sanh. Thì khi mà chúng ta hiểu cái phần ẩn dụ của những cái từ ngữ này, Đức Phật ngài không có đi tìm một ai khác, một cái người nào, mà ngài cũng không phải là cố gắng để mà lần theo dấu vết, mà ngài bằng cái sự thực hành thiền, bằng cái sự giữ chánh niệm, bằng cái sự công phu của mình, ngài đã nhận ra, ngài đã giác ngộ, và ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử bằng cái mắt xích là ái dục. Và chính vì cái sự đổ vỡ, gãy đổ của cái mắt xích ái dục đó, nó không còn làm hay là xây dựng hay là cái nguyên nhân để mà sanh khởi một cái đời sống mới, một cái chúng sanh mới, hay là một cái thân ngũ uẩn mới. Cho nên chúng ta có cái câu đó là tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, cho đến cái hiện tại dưới cội cây Bồ Đề, đêm rằm tháng tư, tháng Vê Sắc, thì Đức Phật ngài mới lúc đó ngài mới tìm ra hoặc là nhận thức ra bằng cái kinh nghiệm thật của mình. Thì cái điểm này đó, thưa quý vị, rằng bây giờ chúng ta là những người học đạo, chúng ta là những người hành đạo, chúng ta biết rằng ái dục là nguyên nhân